Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoa Trầm Hojita chúng tôi có điều kiện về Ninh Bình, ở trung tâm thể dục thể thao của tỉnh. Ở đây đang diễn ra triển lãm sinh vật cảnh với chủ đề là tinh hoa cố đô, và tâm điểm là cây cảnh nghệ thuật. Thì chúng tôi tới đây là vừa làm nội dung để phục vụ các bạn ở trên kênh, vừa có cái gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm chấm hương đá cảnh đá phong thủy ở sát bên hông phải của ban tổ chức. Các bạn mà đến đây thì mời các bạn qua chỗ chúng tôi nha, uống trà thưởng trà, đàm đạo với các cái vấn đề trong cây cảnh nghệ thuật, giao lưu anh em. Nên tôi hay quay về những lúc mà vắng người, vừa yên tĩnh vừa tập trung. Thì ở clip này tôi sẽ tập trung review cái tác phẩm này nha. Đây là một tác phẩm xanh Nam Điền của chủ sở hữu là anh Ngọc Huy. Số điện thoại là 0977 602 302. Cây hoàn thiện, tầm đại, mặt này mặt trước. Cái chậu này anh Huy anh mới chuyển sang, thu bớt rễ vào ra, nhìn rễ non mới bật ra, nhiều vùng rễ còn vẫn còn đang trắng, bệ khá đều đẹp. Bể vui mặt, bể cũ đấy, bể cổ có một số phần này, vùng này bị vỡ này, phải vá này. Đây thân trực này, trực lắc cây khá giả. Vùng này là vùng thân hoành, sau nhiều thời gian áp bộ và công tác chuẩn bị thì từ ngày 15 tháng 5 nhóm hỗ trợ kỹ thuật của kênh sẽ đi vào hoạt động, và công việc của nhóm là sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn lên các phương án để hoàn thiện các cái cốt phôi trầy trưởng của các bạn và đang mông lung chưa rõ đường hướng làm, để dần hỗ trợ các bạn để biến các cái cốt phôi thành các tác phẩm hoàn thiện giá trị cao. Thế thì là để làm việc ấy, thì các bạn hãy gửi các cái thông tin về cốt phôi cho chúng tôi qua Zalo hoặc qua email. Thông tin Zalo email thì các bạn có thể lấy ở phần tìm hiểu kênh, hoặc là lấy trực tiếp ở trên cái số chạy trên clip ấy. Thế xong rồi chúng tôi sẽ thẩm định và đánh giá cái cốt phôi ấy, và lên cái phương án. Nếu trong trường hợp mà có khả năng làm lên các cái cốt phôi các cái tác phẩm mà hoàn thiện và giá trị cao hơn nhiều, thì chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với các bạn và mời các bạn lên trên chỗ vườn ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, và chúng ta sẽ phối hợp với nhau để xử lý cái cốt phôi cho các bạn. Và cái quá trình này chúng tôi sẽ theo xuyên suốt các bạn đến khi mà cây hoàn thiện, hoặc là các bạn cảm thấy là không tin tưởng nữa thì thôi. Đó. Thì cũng hy vọng là nhóm sẽ hỗ trợ được một số các cái nhà vườn có các cái cốt phôi trời trưởng, thế nhưng mà không có cái phương án rõ ràng để hoàn thiện, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn tối đa. Cái chi phí
thì giai đoạn đầu tư vấn chúng tôi sẽ miễn phí cho các bạn. Và khi các bạn làm theo hướng như vậy mà các bạn thấy hiệu quả thì lúc đó chúng ta sẽ bàn tới chi phí sau. Như vậy là các bạn cảm thấy yên tâm hơn. Thế còn đầu tàu của nhóm ấy là anh Phương bên Bonsai Tuấn Phương. Các bạn bên chỗ anh Phương tay nghề thì các bạn yên tâm. Anh đã làm những cái tác phẩm như Ngũ Phúc, như Ngũ Đại Tướng Quân, như Tam Anh Phục Quốc, Nhất Lộc, vân vân. Rất nhiều tác phẩm đã hoàn thiện đem ra ngoài thi đấu, đi triển lãm mấy năm nay. Và cái giai đoạn mà bắt đầu làm cũng từ cái thời 2015-16 vậy thôi. Đem ra là các bạn yên tâm là đủ năng lực để tư vấn cho các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.